thế giới không ngừng xoay chuyển và lòng tham cũng tăng lên từng ngày. Đã có không biết bao nhiêu cuộc tranh chấp diễn ra trên thế giới này. Năm 1914, một cuộc tranh chấp điên cuồng và khốc liệt với quy mô lớn trong lịch sử nhân loại đã bùng nổ. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Trận chiến diễn ra ngày càng khốc liệt trên chiến trường mặt trận phía Tây giữa quân đội Anh và Đức. Tại nơi đó, cái chết có thể đến với bất kỳ người lính nào của cả hai chiến tuyến. Vào một đêm tháng 12 năm 1914, không khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ chiến trường. Giữa một bầu trời tối mịt, u ám, bỗng một tia sáng nhỏ lóe lên từ phía quân đội Đức. Tiếp theo đó là một giọng hát nam trầm, ấm và dịu dàng được cất lên. Việc thắp lên một tia sáng dù rất nhỏ trong một cuộc chiến khốc liệt như vậy là một điều vô cùng nguy hiểm, vì quân thù có thể nhắm bắn vào vị trí đó ngay lập tức, huống chi là cất tiếng hát lên. Thế nhưng, bài hát đơn sơ ấy không khơi lên một cuộc nổ súng nào, mà trái lại, giai điệu của nó đã làm rung động trái tim của những người lính cả hai chiến tuyến, khiến họ cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới khác. Khi bài hát vừa được hát xong, thì một bài hát khác được một binh lính Anh đáp lại. Và rồi những người khác nhau của cả hai chiến tuyến bắt đầu vỗ tay. Họ hát cùng nhau. Họ đang hát cho kẻ thù nghe. Sau khoảnh khắc đó, những người lính của hai bên chiến tuyến đã đồng ý đình chiến một ngày. Đêm lạ lùng ấy chính là đêm hưu chiến nổi tiếng trên thế giới. Chắc hẳn chúng ta sẽ tự hỏi rằng, điều gì đã tạo nên sự kỳ diệu đó? Câu trả lời là sức mạnh của tình yêu thương. Thời điểm diễn ra đêm hưu chiến chính là thời điểm mà cả thế giới kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh. Tình yêu của Chúa Giêsu đã mang lại điều lạ lùng, tuyệt vời trong cuộc chiến khốc liệt năm nào. Sự lan tỏa tình yêu giữa trời với con người và giữa con người với nhau, dẫu rằng họ đang ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Con người có thể vì tham vọng của mình mà gạt bỏ tình yêu để đạt được điều mình khao khát. Còn Thượng Đế thì sẵn sàng vì tình yêu vô biên của Ngài đối với con người, bằng lòng từ trời cao giáng thế là một con người để yêu và để cứu rỗi những người tội lỗi hư mất. Bài hát được cất lên trong đêm lạ lùng năm ấy chính là bài Đêm Yên Lặng. Một đêm đặc biệt nhất. Nó đặc biệt vì đó chính là đêm Chúa Giêsu đã ra đời.